Khán giả có tên là Nguyễn Huy Hải, số điện thoại là 0936, 3 số cuối là 784, tại Kim Trung, Hoài Đức, thành phố Hà Nội có hỏi như sau. Con chó nhà tôi nuôi có biểu hiện là chướng bụng đầy hơi, vẫn ăn uống bình thường, sau đó thì chết, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng thưa anh Hải, với biểu hiện của chó như mô tả thì tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương đã có lời tư vấn như sau. Vâng, kính thưa khán giả, kính thưa bà con. Khi chó có biểu hiện là chướng bụng đầy hơi thì có thể một số nguyên nhân gây nên như là rối loạn về tiêu hóa do thức ăn mà lên men sinh hơi quá nhiều. Đấy, mà cái quá trình thải hơi chậm, thế làm cho hơi nó căng, chướng cái bụng con chó lên. Tuy nhiên là nó vẫn ăn uống nhưng mà ăn cái mức độ chắc là ăn sẽ ít hơn, bởi vì cái khí trong cái ruột nó đã choán. Nó choáng cái xong bụng rồi thì cái dạ dày nó không thể chứa được nhiều thức ăn, cho nên nó ăn uống bình thường nhưng mà với cái số lượng chắc là ít. Đấy, cho nên là nó chèn ép và có thể là gây ngạt thở và con chó chết. Đấy là nguyên nhân rối loạn tiêu hóa mà thức ăn lên men sinh hơi. Thế còn một nguyên nhân nữa cũng có thể là con chó nó cũng có thể là ngộ độc. Đấy, cũng ngộ độc nó cũng làm cho cái nhu động nó kém, nhu động ruột kém thì thức ăn lên men nó sinh hơi. Thế cho nên là chúng ta chưa xác định được căn nguyên là do thức ăn nhiễm khuẩn hay là do có độc tố. Thế nhưng mà khi tất nhiên là con chó chết rồi thì chúng ta cũng không cứu vãn được, như rút kinh nghiệm lần sau. Khi mà thấy con chó nó chướng bụng đầy hơi như vậy thì chúng ta có thể là không thấy nó tiêu chảy thì chúng ta có thể giúp nó bằng cách là cho nó uống những cái chất mà nó có thể để thải hơi nhanh. Đấy thì kinh nghiệm ở nông thôn thì rất là dễ kiếm, ví dụ như cái lá thị thôi. Thì chúng ta có thể là giã nát ra và chắc một ít nước đổ cho con chó, chỉ uống một lúc sau nó thải hơi qua đường hậu môn thì cũng đã giải quyết được vấn đề. Thế còn ở thành phố thì chúng ta khó kiếm được lá thị, thì chúng ta có thể đến hiệu thuốc, chúng ta mua những cái thuốc mà có thể để cho thoát hơi và cho tăng cường cái nhu động ruột. Đấy thì để cho con chó nó thải được hơi ra ngoài. Đấy thì sau đó nếu mà nó có tiêu chảy thì chúng ta mới dùng thuốc kháng sinh để hạn chế cái việc vi khuẩn có hại ở đường ruột. Đấy thì còn thông thường là nó chướng hơi quá và nó chèn ép và gây chết. Đấy là cái căn nguyên, cho nên rút kinh nghiệm để lần sau chúng ta nuôi nó sẽ thành công hơn. Chúc khán giả chăn nuôi thành công cho những lứa tiếp theo. Sau này nó cũng có bị lai giống cái củ nhỏ vào nó chán hoặc là lai qua lai lại á, ý là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19006145 của kênh truyền hình nông nghiệp nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa. Sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị về giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu bạn chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi. Thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đã ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu Bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3N VTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145. Bấm phím 1, gặp chuyên gia trồng trọt. Bấm phím 2, gặp chuyên gia chăn nuôi. Bấm phím 3, gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết, phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và hỏi đáp trong ngày, phát sóng 11 giờ hàng ngày hoặc trên YouTube 3N VTC16.